hai ba cha cha cha, hai em ba cha cha cha, hai em ca cha cha cha, hai em ba 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 cha cha dừng. Tập chậm dành cho những bạn chưa theo kịp tốc độ nhanh. Nào, chúng ta giữ khung, chuẩn bị thu chân vào này. Hai, không làm tay nhé, làm hông thôi, nâng tay lên. And ba, đó, bước ngắn thôi, xoay hông và xoay gối tiếp. Cha cha cha, nâng cầm lên nào. Lên nào, tiếp này, hai and ba, tiếp cha cha cha, giữ im phần khung trên cho nào. Cha cha đi nào, hai and ba cha cha cha, nhanh hơn xem nhé. Hát nào, chuẩn bị cha cha nhanh nào, hai and căng cha cha căng, hai and căng cha cha căng. Ok, cha cha thu này, hai and căng cha cha căng, hai and ba cha cha dừng. Rồi làm chậm lại một chút này, hai tay khép gối xoay hông này, and khép gối xoay hông bật này, cái dùng cái gối và hông bật đi, ba đó. Động tác này cần phải xoắn được cái phần hông và căng phần gối ra. Tiếp tục này, cha khép gối nha, and bật. Cứ kết thúc động tác chú ý cái phần ngón tay căng đến tận đầu ngón tay, nâng cầm lên, đầu thẳng. Hai and ba cha and cha, hai and ba cha and cha. Bây giờ giữ nguyên này, tại kết thúc động tác thì mắt nhìn theo tay luôn nhé. Cha cha đi này, hai and nhìn tiếp, cha and nhìn tiếp, hai and ba cha cha cha, hai and căng cha cha căng. Hai ba cha cha cha, hai and ba cha cha cha, hai and ba. Tiếp đi nào, ba cha cha căng, hai and căng cha cha căng. Tiếp tục đi, cha cha căng, căng đến đầu ngón tay, cha 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 dừng. Sau khi làm xong lượt vừa rồi thì lại quay lại video và chúng ta làm lại, nghỉ 15 giây xong là mình sẽ làm lại lần thứ hai nhá. Mỗi hôm chúng ta tập cho thầy 5 lần. Sau khi quen với nhạc chậm thì chuyển sang tập với tốc độ nhanh hơn, xem là mình có kịp không. Nào, bây giờ chúng ta sẽ làm với nhạc, nâng tay lên, nghe xem nhịp bắt nhịp này. Hai ba cha cha cha, hai em ba cha cha cha, hai em ca cha cha cha, hai em ba 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 cha cha dừng. Thế sau đó chúng ta lại nghỉ 15 giây, bỏ tay xuống, sau đó lại bật lại video, tập lại lần thứ hai cũng 5 lần nhá. Tự vào nhạc, được chưa?